Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại review đến các bác một thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu Czech các bạn. Đấy, con này là Czech 300 khung carbon, càng carbon. Xe thì còn khá là đẹp, mới đến 90% các bạn. Hàng xách tay của em. Đấy. Xe còn quá ok, con này chạy với bộ gúp của nó full, đồ của nó là tia ga 4.700 sao đấy. Cặp vành là Bonchanger. Con này là Czech 300 các bác nhá. Có size đứng bằng 50, size ngang bằng 53. Xe này còn khá là mới, đẹp các bạn. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy, em nhận bao ship toàn quốc các bác nhá. Và địa chỉ cửa hàng em là ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đấy. Đấy, và em sẽ vào chi tiết con Czech 300 này cho các bác theo dõi. Quá là ok. Đấy, ghi đồng phốt tăng nhôm các bác nhá. Bonchanger. Đấy. Tay đè lắc. Tia ga. Xe còn khá là mới đến 90%. Này em quay qua con bát của xe là FSA. Sơn màu trắng của nó là màu trắng sứ rất là đẹp. Yên của nó là Bonchanger màu trắng có lỗ thoáng khí được các bạn này. Quá ok. Phanh sau của nó là tia ga. Khung carbon các bác nhá. Đấy, vành là vành Bonchanger. Vành là Bonchanger. Líp của xe là con này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líp các bác nhé. 10 líp. Đấy, vành lốp của nó là Bonchanger này các bác. Đấy. Đài sau của nó là Tiaga, Simolo Tiaga. Còn khá là đẹp đấy các bạn. Đấy. Xe này hầu như là đồng bộ hết. Tiaga hết các bác nhé. Quá ok. Check của nó là check 300 các bạn này. Carbon. Check 300. Đây là những cái tem này, tem xuất các nước châu Âu rồi các bạn. Đấy, cái gọng là gọng xịn các nhá, gọng là Bonchanger này, gọng nước này. Đấy, cái bình nước là bình nước lội. Đấy. Đấy, càng là càng carbon các bạn. Càng carbon. Vành trước vành sau đều là Bonchanger. Có lốp trước của nó là lốp Isic Japan này các bạn. Đấy, Isic Japan. Lúc sau của nó là Bonchanger, lúc trước là Isic Japan. Đấy, chắc là nó có lỗi ở bên Nhật, chắc là cái lốp trước nó bị lỗi người ta phải thay. Đấy, chính của nó là đi Bonchanger các bạn nhé. Lốp của nó là phải là Bonchanger như lốp sau này các bạn. Đấy, như lốp sau này. Đấy, cái lốp trước là đã được thay rồi. Đấy, theo em là như thế. Đấy, đũa là đũa lá hẹ các bạn nhé. Đũa xẹp đây các bạn này. Đấy, đũa xẹp. Đấy. Mày ơi, là trước này các bạn. Còn khá là đẹp. Vành trước khá mới, khá đẹp đấy các bạn. Em sẽ quay sang mặt trái để cho các bác đấy, tay đè lắc của nó là tia ga các bác nhé. Đấy, còn khá là đẹp. Cũng có một vài vết xước nhẹ ở trên này. Xước rất nhẹ đấy các bác nhé. Đấy. Đây là logo của Czech kìa các bạn. Logo của Czech kìa. Logo của Czech. Đây là mặt trái của xe. Đùi đĩa cũng là tia ga hết các bác nhé. Đấy, GPS này. Con này đời này đã có GPS rồi các bạn. Đấy, khung có đã lắp GPS rồi. Mày ơi, còn khá là đẹp. Đấy. Chắn nhựa cho nít vẫn còn nguyên. Đấy. Phanh sau của nó là tia ga. Xe còn quá là ok, mới đến 90% các bác nhá. Đấy, em sẽ nói lại con xe Czech 300 này. Con này là khung carbon, càng carbon các bác nhá, full đồ tia ga. Đấy, size đứng bằng 50, size ngang bằng 53. Đấy, cặp vành Bonchanger và yên Bonchanger. Ghi đồng phốt tăng Bonchanger theo hãng của Czech các bạn. Đấy. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghim trên tiêu đề các bác nhé.
Đấy, một chiếc xe rất là ok, xe đứng bằng 50, xe ngang bằng 53. Đấy, còn khá là đẹp, mới đến 90%, đến 95% các bác nhé. Đấy, bác nào có thì alo cho em. Và em cũng xin phép được dừng video tại đây. Và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.